Chú tên là Thành, sinh ra và lớn lên ở Bửa Lòng, Cù Lao Chàm. Ở đây là 100 nhà, thì hết 80 nhà làm lưới. Như chú là cha mẹ sinh ra là đã biết đan lưới và phá lưới rồi. Hàng ngày 3 đến 4 giờ sáng là mình ra kéo lưới. Cù Lao Chàm này là đủ lụa cá. Nhờ cá bảo tồn nên bữa nay sân hô với cá là tròn đầy. Kéo lưới xong thì về ăn uống rồi phá lưới. Chỗ miếu, tổ nghề yến này nó mót. Anh em đi biển về là tập trung ra đây ngồi phá lưới, nói chuyện. Sống ở đây cả đời rồi. Cù Lao Chàm này là nơi cho nhau các rúng của chú, nên chú thấy chỗ nào cũng thương, chỗ nào cũng đẹp hết á.